Ok, là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ Trung Quốc. Hôm nay tục lệ cho anh em một clip gồm một lô cần câu nha anh em. Thì đa phần những cây cần này sẽ là những cây cần lua đó, hai khúc, ba khúc, hai khúc thôi, toàn bộ là hai khúc, có chiều dài ra tầm khoảng 2m55 đến 3m3, 3m3 là cây cuối cùng á, cây này chuyên săn hàng luôn. Thì đến từ những thương hiệu giống như là Timewit nè, Daiko, Shimano, Temriu nè, hai cây Temriu này còn nguyên túi luôn nhé, Majorap. Rồi, để sắp lên cụ thể từng cây cho anh em xem. Sắp bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi cũng clip sắp lên á thì anh em gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, để gửi cho anh em cây số 1. Thì cây số 1 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Timewit nha nè. Đây, con đại bàng Timewit. Thì cây này chất liệu là liệu carbon. Đây, sẵn vòng. Đó. Phen của cần sẽ là phen Fuji loại xám. Cắn là cắn bằng nha, dạng cắn bằng. Đây. Bát cần sẽ là bát Fuji. Đây, phen Fuji loại xám. Cần thì tổng thể có xây sát nha này, cây này có xây sát. Đó. Thì cây là một cây Timewit dài 3m. Đó. Bọc của nó sẽ là 2.3 ly, nặng sẽ là 247 g. Đó. Đây. Buộc chống sẵn. Thì cây này hàng qua sử dụng nhé, có xây sát. Thì cái này dài 3m, độ cứng sẽ là MH. Và cái này nó lua thì thông số của nó lua thì từ 7 đến 42 g nha anh em, từ 7 đến 42 g. Đây, tên của nó đây. Đó. Thì cái phôi của mấy cây Timewit này thì đánh rất là châu bò và bền bỉ nha anh em. Đó. Xây sát một tí thôi, nhưng mà được cái là ổn định, độ ổn định nó rất là cao. Đây. Xây sát nha, phôi không bị tổn hại tổn thương gì đâu, yên tâm. Đó. Phen keo thì rất là chuẩn rồi. Đó. Bát Fuji, ngoại hình tương đối ok, xe sát nhiều. Đó. Rồi, thì cái này nó like từ 10 đến 20 lb nha anh em. Đó, like từ 10 đến 20 lb. Giá công khai cái số 1, giá là 850k cộng ship. Cái số 1, 850k. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 thì gửi cho anh em lên một cây cần lua luôn. Đây. Thì đây một cây cần lua của Taiwan. Đây, Taiwan xuất Nhật đây. Đã đóng chữ made Taiwan nè. Đó. Để mình đọc cái cây mình tên gì mới được. Đây. Kunan gì nè mọi người. Đó. Đây, cây này thì mình cũng lấy từ thị trường Nhật về nhé. Phen của nó sẽ là phen Fuji loại xám nè. Đó. Phôi cũng là phôi carbon. Đây. Sẵn nha. Cán là cán bằng. Bát là bát Fuji. Càng đẹp nha mọi người, càng này đẹp. Phôi trên đây sẵn đẹp nha mọi người. Đó. Thì cái này nó dài là 2m59 nha nè, dài 2m59. Đọt nó sẽ là 2.4 ly. Và cái này nó nặng là 208 g. Đó. Phôi sẵn gần guốc tới ngọn luôn nha mọi người. Thì cái này nó lô mát chỉ được có 25g thôi nha mọi người. Đó, lô mát chỉ được có 25g thôi. Và like cái này nó like là được từ 8 đến 12 lb. Đó, độ cứng là ML. Thì cái này thì về chiên cho anh em dạng câu nhá hơi, câu nhá thật mà anh em dạng đánh nhẹ nhàng thôi. Đó, chứ không phải là cái này dạng bạo lực nhá. Đó. Cái này đánh nhá hơi cá sắt. Đó. Lua lóc, lua chẽm ngon lành. Đây. 20 mát 25g thì đánh nhá thật quả nghiêm rồi. Đó, nhưng mà dạng nó không được quá cứng. Đó. Cần sao thì mình sẽ báo cho anh em vậy. Được cái thì ngoại hình cái này mới. Đó. Rõ ràng cái này mới nhá. Keo chỉ thì mình xin hết luôn. Rồi, giá công khai cái số 2, giá 900 nhé. 900 cộng tiếp cái số 2. Tiếp theo cái số 3. Cây số 3 thì gửi cho mọi người một cây cần của Shimano. Đó. Đây, một cây Shimano. Đây. Phen là phen Fushishin nha anh em. Đây, phen Fushishin chân đen. Đó. Phôi là carbon sẵn vòng. Đây anh em, sẵn gân gút luôn. Đây nét rồi. Đây, đó. Đây, một cây Shimano. Đây, cây này có xây sát như thế này đây. Đó, nó có xây sát nhá.
Bát Phu Si, Phan Phu Si. Thì cây này nó có chiều dài sẽ là 3 m, nó dít mát là 50 g, lô mát của nó là 42 g. Lai là lai bè số 2 anh em, lai mát của nó là bè số 2. Cây này hàng của China xuất nhập. Đây tên của nó đó mọi người, Sally. Sally Awen gì nè mọi người. Đó, lai sóc dít. Đây. Độ cứng cây này sẽ là ML. ML mà mình thấy cái này tương đối cứng nha. Đó, anh em về con lóc, câu gần ngon lành. Đây. Rồi nó có xây xác cái này, dưới đây xây xác một tí nhưng mà phôi trên đây thì đẹp như nè, sáng bóng. Thì cái này dài 3 m, đọt 2 ly, nặng là 196 g. À, khá là nhẹ. Đây, trên 13 nó đây. À, ngon lành nhá. Buộc chống sắn, buộc xít. Cần nói chung là có xây xác ít điểm thôi, nhưng mà tổng thể nhìn cũng còn tương đối ok, chứ không có dạng xây xác bấy bá đâu. À. Dạng nó xây xác thế này đó, xinh chóc xưng bóng thôi, mới còn lại ok đẹp hết. Rồi giá công khai cái số 3, giá sẽ là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu cộng tiếp cái số 3. Tiếp theo cái số 4, thì cái số 4 thì những clip trước mình cũng đã lên, clip này lên bán thanh lý lại luôn. Thì cây số 4 gửi cho anh em một cây cần của hãng Daiko. Đây, một cây Daiko hàng nội địa Nhật nha anh em, Japan. Thì cây Daiko này nó sẽ dài là 2,7 m, dài 2,7 m. Và độ cứng của cây này sẽ là độ cứng M. Và cây này nó lua từ 10.5 g đến 42 g. Lai thì lai 10 đến 20 lb. Thì từ 10 đến 42 g thì tính đấy nhớ thật ok nha anh em. Lấy nhớ thật câu gần ok ngon lành này. Cây này thì ngoại hình tương đối mới. Đó. Phôi là phôi carbon, phôi Daiko mà. Anh em yên tâm. Đây, bạn Fuji lão xám nè. Bát Fuji Gon nè. Phôi phèn rất là đẹp nha. Thì cây này nó đọt của nó sẽ là 2 ly 3, nặng là 270 g. Đó, Daiko. Phèn đề 3 đây. Rất là chất lượng nha anh em. Bu là bu xít. Cây này đánh nhá thật, đánh gần ngon lành. Đó, nháy hơi cũng rất là êm. Đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 1,3 triệu thôi nha anh em. 1,3 triệu cộng ship cây số 4. Giá cực kỳ ok luôn. Đó. Một cây hàng nội địa mà giá chỉ có 1,3 triệu thôi. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Tamgrill. Đây, một cây khá nổi tiếng của hãng Tamgrill. Thì cây này nó để trên cần sẽ là 100 carbon anh em. Đó, thấy không? Thấy rõ không? Em lấy với lại đây cho anh em xem. Đây. 100 carbon. Đó, cây này là một cây hàng của Nhật nha. Tamgrill. Hàng khá đẳng cấp. Khá nổi tiếng của Nhật. Cây này lúc mình lấy thì họ để là hàng trưng bày. Đó. Rất là mới. Đây. Quần sắn rất là đẹp nha. Quần sắn carbon cũng rất là đẳng cấp nè. Đó. Keo chỉ thì ok như chim. Phèn đây, phèn xít nha. Phèn xít 3 chân. Phèn xít 2 chân. Đây. Đó. Rất là đẹp. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Thì cái Tamgrill này có chiều dài là 3 m nha anh em, dài 3 m, đọt 2 ly 2, nặng là 280 g. Đó. Thì cái này nó lua thì nó sẽ lua từ 35 g. Đó. Từ 35 g đến 84 g, độ cứng tương đương của MH. Đó. Hàng Japan thôi đẹp. Đây, 100 carbon blend. Rất là đẹp. Keo chỉ thì mình xin. Cần thì nó có vết xước cái này nè anh em. Đây. Đây xước cái này tí.
do quá trình vận chuyển á, nó cả cái phen này nè, đó dạng nó chốc lớp sân bóng thôi, đó, không ảnh hưởng gì đó, bao anh em luôn nha. Đây trên đây cũng vậy nè, nó xước nó cắn như thế này nè mọi người, đó. Đây, xước như thế này, do quá trình vận chuyển thôi nha nè. Bu là bu xít nha, đây, phen là chỉnh chỉ rồi, hàng nội địa là phun xì hết, xứ rất là dày, cần rất là đẹp, ngoại trừ hai vết xước hồi nãy thôi, tất cả còn lại ok hết. Đó. Phôi cần này anh em nhìn nè, rất là đẳng cấp nha, sẵn rất là đẹp. Cái này anh em về đánh lóc câu gờ này ngon lành, nó khỏi chê đâu được, phôi phen còn rất là chắc nha anh em yên tâm. Tem riêu này được cái là độ nảy nó cực kỳ cao. Đó. Rồi giá công khai cây số 5 giá sẽ là 2 triệu nha, 2 triệu cộng xếp cây số 5. Tiếp theo là cây số 6, cây số 6 thì gửi cho anh em một cây hàng vẫn là hàng tem riêu nhé, hàng tem riêu, phen vẫn là phen Fujisit nè, keo chỉ nè, chỉnh chỉ. Đó. Cây này thì chiên gần, chiên về cho anh em câu cảm giác, anh em có thể câu cá chép. Thì cái số 6 chiều dài của nó sẽ là 3m18 nha anh em, 3m18, thôi vẫn là 100% carbon, phen vẫn là phen xít, bát vẫn là bát Fuji. Đó. Hàng vẫn là hàng của Nhật nha anh em, tem riêu hàng của Nhật. Thì cái này dài là 3m18, tọt của nó sẽ là 2 ly 1, và cái này nặng nó sẽ là 275g nha anh em, 275g. Thì cái này nó lua, thì nó lua từ 1/2 đến 2 UZ, tương đương với tầm 14 đến 56g nha anh em. Lua từ 14 đến 56g, line từ 8 đến 16 lb. Đó, hàng set band. Đây, sốt dít. Càng rất là mới. Đó. Nói chung là cây này, hai cái này thì mình quẩy dạng hàng trưng bày về. Đây, cây này nó cũng bị có điểm xước cái này nha anh em. Đó. Này xước sơn thôi. Đây, nói chung thì mình không nói thì anh em kiểm tra kỹ lắm mới thấy thôi, nói chung thì bản cần sau thì mình sẽ báo anh em vậy. Đó, xước một chút thôi. Đó, dạng chốc sơn thôi, phôi thì rất là chuẩn rồi, mấy cây carbon này chuẩn chỉ. Thì cây này 56g thì độ cứng nó tương đương tầm khoảng ML thôi nha anh em. Đó, cho anh em dạng câu cảm giác, câu cá chép, câu lóc, câu gần. Đó, phen xít nè, rất là chuẩn nha, rất là đẹp, cần thôi rất là đẳng cấp luôn, hàng nội địa. Mấy cái này đánh cực kỳ phê nhanh em, đánh cực kỳ phê luôn. Đấy, sẵn gần gốc rồi, giá công khai cây số 6 giá 1.500.000 anh em, 1.500k cộng ship cây số 6, vì cái này nó hơi mềm hơn cái kia một tí. Tiếp theo là cây số 8, cây số 7. Cây số 7 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Myrap. Đây, một cây Myrap. Đây nè, cây Myrap. Thì cây này một cây Myrap dài 3m nhé. Đó, dài 3m. Phen là phen xít nha này, phen Fuji cánh bướm. Phen là Kunai. Bát là bát Fuji. Đó. Đây cũng vậy. Hàng Machina. Đây, tên của nó đây nè. Đó. Đây, Myrap. Sốt dít. Thì cây này dài là 3m, cứng là cứng H. Và nó lua mắt từ 50 đến 100g, line từ bè số 1.5 đến bè 3.5. Cây này anh em về câu gần, câu lóc bạo lực nhé. Đó, cây này thì dạng nó bao lực rồi, dạng hàng cứng rồi, mà cây này còn rất là đẹp nha mọi người, buộc chống sắn rất là đẹp cây càng. Đó, cái số 7 thì đọt cái này 3 ly, nặng là 270g. Đó. Đây, rất ok ha, khỏi chê đâu được, rất là đẹp cây càng. Rồi, giá công khai cây số 7 giá là 1.550.000 nha anh em, 1.550k cộng xếp cây số 7.
Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 thì mình cũng lên dạng bản thanh lý cái này luôn. À, cái này đăng thẩm gài rồi, giờ đăng lại. Cây số 8 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Majorap. Ờ, cây Daiko chứ. Cây số 8 gửi cho người một cây Daiko. Đây, Daiko. Hàng nội địa nhé. À, một cây Daiko hàng nội địa. Đây. Thì cây này một cây Daiko dài 2m7, đọt là 2.5 ly, nặng là 375 g. Thì cái này dạng về cho anh em cầu bạo lực nhé. Đây. Nó lua từ 1 đến 4 ôm set, tương đương với là 28 đến 125, 28 đến 112 g nha anh em. Đó, từ 28 đến 112 g, lai từ 20 đến 50 lb. 50 lb nó ra tầm khoảng gần 25 kg. Kinh khủng ha. Đó, một cây săn hàng. Đó. Được cái là cây này sâu bộ phen là phen xích gòn nha anh em. Đây, xích gòn nhá. Rất là đẹp. Bát gòn luôn. Đây. Cây này nguyên zin nhá, chưa độ chế đi keo đi chỉ đi phen này lại hết. Đó, rất là đẹp. Bù ở đây. Chuẩn chỉ ngon lành. Cần thì còn rất là đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 2.3 triệu nha anh em. 2.3 triệu cộng ship cây số 8. Đó. Ok nhá. 1 2 3 4 5 6 7 ha, cây số 8, 2.3 triệu. Đó. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 thì gửi cho anh em một cây cần của hãng Majorap nha anh em. Đó, một cây Majorap. Đây. Cây này thì nhiều anh em săn lắm nè. Đó, một cây Majorap về cho anh em săn hàng. Đây. Thì cái độ cứng của nó sẽ là HH nha anh em, độ cứng HH. Dài là 2m88, nó dạng 2m9 nha anh em. À, 2m88, 2m9. Đọt nó sẽ là 2.3 ly. Và cái này nó lua từ mát của nó sẽ được 120 g. À, lai từ BE1.5 BE số 4 nha anh em. À, BE1.5 BE số 4 tải rất là nặng. Đây, tải ra tầm khoảng 30, lai từ 35 lb nha anh em, mát 35 lb. À, một cái sóc dít. Độ cứng HH thì anh em biết là cái này nó tương đối cứng rồi. À, dạng săn hàng. Và cây này đọt nó 2.3 ly, nặng nó chỉ có 270 g thôi. Đó, tương đối nhẹ. Phen xít nhé. Phôi carbon trắng. Đẹp nha mọi người. Đây. Bát Fuji phen xít. À, Fuji xít phân bấm. Trắng đẹp nhé. Phèn Fuji bấm, phèn ngực. Đó. Buộc trong sẵn. Ngon lành. Rồi, giá công khai cây số 9, giá vẫn là 2.3 triệu nha anh em. À, 2.300 k cộng ship cây số 9. Đó. Tiếp theo hai cây cuối cùng. Hai cây cuối cùng mình lên cho mọi người là hai cây dạng câu gần, câu lóc gần. Thì cây này cây số 10. Đó. Cây số 10 thì gửi cho anh em một cây cần của hãng Taiwan nè anh em. Ok, Taiwan. Đây, hàng khá nổi tiếng nhá. Phen cần sẽ là phen xít hết nha anh em. Phen cần là phen xít hết luôn. Đó. Cái cây này thì nổi tiếng rồi. Phôi ở đây nè, phôi carbon sẵn nhá. Đây, phen xít. Bát Fuji. Phen xít nhá. Đây, một cây Taiwan sóc dít. Thì cây Taiwan này nó có chiều dài sẽ là 3m18 nha anh em. Dài 3m18, hai khúc. Và cây này nó lua mát của nó sẽ được 65 g nha anh em. Lô mát được 65 g. Cái này mắt rắc của nó sẽ được 5 kg. À, cần tải rất là nặng nha anh em. Tay vớt. Độ cứng của nó sẽ độ cứng hắc.
cái này thì chuyên về cho anh em câu gần, câu lóc cưng, săn hàng. Đây phần ship nhé, keo chỉ thì gồng rất là đẹp đây, cần thì chỉnh chỉ đó, đây rất là bóng nha, khoảng 13 đây đó, rất là đẹp, buộc trong sẵn rất chi ok nha anh em. Đó, keo chỉ đây không còn che đâu được. Thì cây tai quớt này nó nặng là 260g, đọt nó chỉ có 2 ly 3 thôi nha anh em. Đó, nặng 260g, đọt 2 ly 3. Rồi giá công khai cây tai quớt cây số 10, cây số 10 giá sẽ là 2,7 triệu nha anh em, 2,7 triệu cộng ship cây số 10. Tiếp theo cây cuối cùng, cây cuối cùng một cây săn hàng chuẩn luôn. Cây cuối cùng gửi cho anh em là một cây cần của hãng Kencat nha anh em. Kencat để đây là xe bên cái gì nè mọi người, Fuji cho bên gì nè, nó một cây Kencat phôi, cái này thì chắc khừ luôn. Đây phôi dạng quẩy cá nha anh em, carbon quẩy cá rất là đẹp. Đây anh em xem rất là đẹp nha. Phen là phen xích, phen bấm, keo rất là đẹp, keo chỉ ok. Đây, quay chậm quay kỹ cho anh em xem, vào dây cái rất là đẹp. Bát Fuji thì can cát này thì lâu lâu hiếm lắm mới quay được một cây thế này. Đó, cây này nó có chiều dài sẽ là 3m3 nha anh em, 3m3, đọt nó sẽ là 2 ly 8 nhé, 3m3 đọt 2 ly 8. Và cái này 2 khúc, hiếm lắm, lâu lâu mới về được một cây 2 khúc mà 3m3. Thì cây này độ cứng nó tương đương với độ cứng hắc nha. Đây cái này nó lua từ 18 đến 100g, lai từ 14 đến 40 lb, tải rất là cao. Đây, sẵn rất là đẹp. Phen đề 3 của cây này sẽ là phen đề 3 40 nha anh em. Cho anh em gai dây xa nè, tải nặng nè, đề 3 40 cực kỳ bự nhé. Xích màu chè, đó, phen trắng rất là đẹp, sẵn tới ngọn luôn nhá, kéo chỉ đây, nguyên zin, phen sò carbon nè, đó, càng ok, có khi xước dâm một ít điểm nè, nó trong quá trình vận chuyển này không tránh khỏi. Rồi giá công khai cây số 11 giá sẽ là 2,3 triệu nha anh em, 2,3 triệu 300k cộng ship cái 11, một cây ghề chia cho anh em săn hàng câu gần, câu lóc gừng, câu lóc bông, càng tương đối cứng nha, tương đối cứng và có độ nảy cao. Rồi đó, tổng cộng 11 cây cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt, đây là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.